Hi, xin chào tất cả các anh em, lại là em đây. Hôm nay em chia sẻ thêm cái phần lóc các anh em mình nha. Tại vì hôm nay em chỉnh lóc mất cũng hơi nhiều thời gian, với lại em cũng Tết này kia đó thăm cô chú, bạn bè, anh chị này kia, thành ra mất nhiều thời gian, thành ra em chưa có tập trung vào lóc được. Thì các anh em thấy nè, đây cái phần này em ví dụ nha, tại sao cái này nó chạy dưới này. Đấy, có nghĩa là đúng lý ra là nó phải nằm ở bên cạnh như ở trên lúc trước, nhưng mà tại sao nó nằm dưới là do là em kéo cái phần slide ảnh này nè nó rộng ra, thành ra là cái phần kia nó bị đẩy xuống cái này mình nha. Em tính làm như thế này nè, giống như thế này nè, tại cái ảnh nền ở trên đó là nó bao quát hết luôn, thì cái phần dưới thì nó thu gọn lại xíu. Thì tất nhiên là chúng ta phải chịu thiệt một cái là cái khung của cái phần này nè. Đấy, các anh em thấy không, cái khung nguyên cái phần này nè nó sẽ thu gọn lại, và cái phần này nó cũng thu gọn nhưng mà nó tương đối là ok, nó có nghĩa là em bắt chước giống như cái bên này nha. Đấy, thì em sẽ cố gắng làm sao cho nó giống hai hai cái phần này, để khi mà các anh em á, dùng điện thoại chúng ta không có cần xoay cái màn hình hoặc là xem cái chế độ dành cho máy tính á, thì chúng ta mới thấy được cái slide ảnh này. Thì thường á, các anh em á, xem cái lóc này của em nè, chúng ta phải xoay cái màn hình chúng ta mới thấy được nguyên cái slide ảnh này, hoặc là chúng ta xem chế độ trên web á, là dành cho máy tính thì chúng ta mới thấy nha. Thì em cố gắng em sẽ đưa về cái bộ gốc của cái lóc nha. Bộ gốc lóc là các anh em không cần phải xoay màn hình hay là chuyển chế độ gì cả, thì chúng ta vẫn thấy được cái slide ảnh này. Thì em sẽ thu gọn lại, tại vì ban đầu á, lúc đầu á, em thấy cái ảnh nó nhỏ quá, và cái phần này ở dưới này nè nó cũng hơi nhỏ, thành ra em không đủ để làm những cái em cần đó. Giống như những cái nào đó ha, ví dụ sau này em chèn ảnh như thế này nè thì nó sẽ bị giới hạn lại, thành ra em cố gắng như thế nào để cho nó được giống như hai cái lóc này các anh em mình nha. Rồi thì để làm được điều này á thì chúng ta canh như sau. Thì như em đã chụp ảnh trước cho các anh em xem nè. Đấy, thì chúng ta nên tận dụng ha, tận dụng hết tối đa các công cụ để chúng ta hỗ trợ chúng ta làm lóc. Thì các anh em á là xem ha, em chụp cái đường viền này nè, đó, chụp chính xác từng mm luôn. Đây, từ sát cái góc đường viền này các anh em mình nha. Đây, em chụp thử cho các anh em xem. Đây, đó, nó chúng ta chụp cho nó sát cái miếng này luôn nha, để chúng ta đo chính xác luôn. Đó, chúng ta kéo qua đây nha. Đấy, các anh em thấy không? Đó, đó, nhìn ở trên góc trái trên cùng các anh em thấy thấy, thấy cái hình ảnh nhỏ không? Đó, à, sát vô đó như vậy các anh em mình nha. Đấy, thì chúng ta mới biết được cái độ phân giải đây là 961. Cái phần dưới này, phần độ chiều cao này chúng ta không quan trọng nha, chủ yếu là chúng ta lấy được cái chiều ngang á, là chúng ta biết được cái slide ảnh này trong cái phạm vi cái chiều ngang của nó là như thế này, thì nó xem được chuẩn trên cái điện thoại chúng ta là chúng ta thấy rất là rõ, cũng như bên đây cũng vậy. Nếu mà chụp ở đây á, thì em sẽ kéo kéo là lấy cái viền ngoài đây. Đây, em sẽ lấy cái viền ngoài đây, và bên đây thì em lấy ngay cái mức này. Đấy, thì em sẽ có được con số là 962. Đấy, khi mà em chụp qua cái lóc của em á, thì em mới thấy được một điều á, là nó khá là, đây em chỉnh cái thông số này lại nha. Đây là 962, em đã nãy em chỉnh rồi nè. Đây nè, 962 nè. Ban đầu nó là 6 600 670. Em chuyển rồi 670 coi nó nhảy lên nha. Hình như là em nhớ là lúc đầu em chưa chỉnh nó là 670. Là nó sẽ bao gồm đủ luôn. Em chạy lại lóc nè. Là các anh em sẽ thấy cái bảng bên hông nó chạy lên. Đây, thấy chưa? Đấy. Thì đó, thì em nếu mà em muốn lấy cái này thì tất nhiên á, là em phải phải chụp từ đầu nè, em chụp từ đầu bên đây. Đấy, sát đây nha, rồi kéo qua tới bên này luôn các anh em mình nha. Đấy, thì em sẽ có con số là 1041, thì em sẽ trừ cho cái thằng 962. Đó, em trừ cho cái thằng 962 này là nó ra 80 mà, 1041 nè, trừ 961 cho nó 79 ta 80, nói chung là nó lệch 1 mm thì không có ảnh hưởng bao nhiêu các anh em mình nha. Tại vì á, cái hàng 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 nãy em chụp á, là cái hàng lóc bên này nè. Đây, hàng lóc bên này là nó là 962, nhưng mà cái ảnh slide bên này á, em chụp trọn vẹn luôn là 961. Thành ra hai cái này vẫn xem được trên điện thoại thì chứng tỏ 962 vẫn ok. Thì em sẽ làm sao á, là từ bên này qua bên này là em chỉ còn 962 thôi.
làm sao mà em thu gọn lại ha. Ví dụ em thu gọn cái bảng này nè, đây cái khung này nè, đấy cái khung này và cái khung ảnh này em cho nó gọn lại để làm sao cho nó lọt lọt xuống y như thế này luôn nha. Em cố gắng em sẽ làm như vậy để chúng ta nhìn cho nó gọn gọn cái trang web mình hơn đấy. Rồi ok cái này mình nha. Cái này em thấy không? Cái bản đồ flash ngày 2 tháng 2 2022 mới lượt đến nè, em làm nè. Các em thấy không, bây giờ lên Việt Nam, bản đồ Việt Nam lên 29 người nè, thấy chưa? Mà không biết thì sao, 2017 cái mấy ông flash counter này, mấy ông làm việc hình như code nó bị trục trặc hay nó gì đó mà Việt Nam nè. Cái em nhìn là thấy rất là hài nè, nhìn nè nha. Đây đây đây, để em zoom lên nha. À, từ 2017 đây tháng 3 ngày 3 tháng 7 2017 mà Việt Nam mới có 7 người rồi, trong khi đó là ngày 2 tháng 2 2020 là Việt Nam là 30 người rồi đó. Em trừ hao khoảng chừng 5 người đi là cũng được 25 người, là gấp mấy lần ông này à. Mà trong khi đó ông này là 5 năm rồi, gần 5 năm rồi. Rồi ok, cái phần này thì các anh em làm tương tự thôi. Ví dụ chúng ta muốn thu gọn cái khung nào ha, khung nào đó mà cho nó giống như người ta thì chúng ta phải canh như vậy nha. Chúng ta dùng cái tính năng của thằng này nè, Fast Tone Cut Tool nè ha. Đấy, chúng ta tận dụng hết tính năng để chúng ta kéo giãn cái khung này kia, thì giống như cái này nè, các anh em muốn ấy nè. Chúng ta kéo khung này không, bây giờ chúng ta muốn muốn chỉnh cái khung này á thì chúng ta phải biết cái thông số của cái khung này nó là bao nhiêu ha. Đấy đấy, thì đây chúng ta kéo qua đây rồi chúng ta sẽ lấy được cái con số chuẩn nhất là 162 nè. Đấy, thấy không, 162 này là các anh em có thể tìm con số này ha, tìm số này, số nào 162 là chúng ta sẽ chỉnh số đó coi độ dài độ rộng như thế nào. Và trước đây video trước đó là em chia sẻ rồi cái phần chỉnh màu nha. Phần chỉnh màu thì chúng ta chỉnh như thế này, đấy nó sẽ hiện ra màu nè đó ha. Rồi mấy cái padding này nè, padding gì nè đó, nó là cái phần mà giống như là, nói chung là các anh em chỉnh thử đi biết nha, giống như cái phần hở nè đó, cái phần hở trên hở dưới nè, hoặc là hở bên hông nè đó, nó là cái phần padding ha. Rồi rồi còn cái phần font size có nghĩa là đây, font size là cái kích thước chữ đây 12 thì chúng ta có thể chỉnh lên ha. Đấy thì nó cũng chính xác bằng nào, nói chung là cũng được trên 50% là các anh em sẽ làm ok. Tại vì ở đây nó có những cái thông số, em ví dụ này các anh em muốn tìm á, thì chúng ta tìm như thế này nha. Đấy đó, thì em nói qua sơ lại cái video trước thôi, chứ thực chất video trước em tìm rồi, em làm rồi ha. Cái này là shop ADN đúng không? Rồi em sẽ chỉnh qua shop ADN nè, đây shop world. Rồi vô chủ đề ha, chủ đề rồi chúng ta chỉnh HTML đấy, rồi chúng ta copy cái đó vô rồi chúng ta tìm thôi. Đấy rồi tìm không ra từ đó thì chúng ta xóa vài từ cái này mình nha. Đấy chúng ta sẽ thấy ha, thấy rất là nhiều thông số đây đó, cái nào nó liên quan tới cái con số mà các anh em đã thấy font size 12 phải không đó, chúng ta chỉnh làm sao tới cái font size 12 chúng ta dừng lại, rồi chúng ta đè enter luôn coi nó có bao nhiêu cái tùy chọn ha. Đây font size đây 12x nè, font size 12 nè đó, chúng ta muốn chỉnh lên 14 16 gì thì chúng ta coi, chúng ta save lại ha, lưu, và chúng ta qua đây chúng ta bấm F5 ha, hoặc tải lại ở đây, hoặc là bấm F5 để cho nó fix lại, rồi chúng ta nhìn lại cái phông này coi nó lớn hay không. Ok, vậy là chúng ta có thể chỉnh được nhiều cái nền màu cũng như là những cái kích thước chữ khác nhau đó. Thì tương tự thôi như các anh em thấy cái web của em này ha, trước đây á, em làm rất là màu mè, thực sự á, là lúc đó là muốn chỉnh lại lắm nhưng mà cái lóc em nó lỗi, nó không cho chỉnh cái gì luôn cái này mình nha. Thành ra đó là nhân dịp đợt này em lỡ lỗi lỗi toàn cái lóc luôn, thành ra em làm lại từ đầu luôn đó, gần như là cái lóc này em làm lại từ đầu luôn đấy. Lúc trước đây là màu đỏ cam nữa chứ, nổi chá mắt luôn á. Em chỉnh lại cái màu này cho nó dịu mắt lại ha, em cố gắng em làm sao để khi mà những người cận á, những người mà họ nhìn lâu trên web á, làm sao để cho mắt họ có thể nhìn được cái web mình nó dịu mắt nhất có thể. Đó là em chỉnh, là trước đây em không không chỉnh được cái này nè. Đây lúc trước mà em biết cái màu cái nền đen này nó hay và nó nhìn nó giống như là nó gọi là sang trọng cái này mình nha. Thì cái nền đen này nha, cái nền đen xám này, cái nền này nè đó, cái này em nhìn không, nó rất là dễ nhìn. Còn cái trước là em để nền xanh như thế này
thì nó hơi chán và nhìn nó hơi quê quê thì sao, nói chung là nó không có được chuyên nghiệp cho lắm. Thì em chuyển qua cái nền này thì nó ok hơn, nhìn nó dịu mắt và nó ok. Và em cố gắng để em chỉnh lại nguyên cái bảng này nhìn gì như giống cái gì đó nè, giống cái bill nguyên cái lóc mà nhìn vô nè, rồi cái slide ảnh mà nó còn nhỏ hơn nguyên cái khung này nữa, nhìn nó sao sao nó bị hơi bị lệch ha, nó hơi bị lệch tông, hơi bị lệch xíu, để em chỉnh lại ha, cố gắng em chỉnh từ từ rồi. À, chia sẻ với các anh em tới đây thôi nha, video cũng hơi dài, hy vọng đó. À còn cái này em sẽ chia sẻ link ở dưới luôn nè, đấy chia sẻ link ở dưới cho các anh em luôn cái code mới nha, cái code của cái thằng menu này. À, thì có nhiều cái em chưa ấy đó, thì các anh em cứ dựa theo code này thôi ha, dựa theo code này rồi chúng ta chỉnh thôi nha. Rồi cái phần bố cục code code nó, cái code này á, nó nằm thuộc về cái tiêu đề ha, cái tiêu đề trên cùng nè, cái tiêu đề giống như ta, nó là cái hộp cái code HTML. Thành ra các anh em khi mà em ví dụ nè, em ví dụ bấm đại cái này đi nhà, nó sẽ thu lại, các anh em thấy nó thu lại nè. Đó, các anh em thấy không? Trên trên điện thoại là các anh em sẽ nhìn giống như thế này luôn nha. Nhìn giống y chang thế này luôn. Đó, các anh em thấy không? Không thấy được những cái phần phía sau, có nghĩa là những cái code sau các anh em mà muốn ấy đó. Chúng ta chỉnh copy từ cái đoạn code ha. Đây từ đoạn code nè, Win 11 BE cho tới cái Win XP Mini nè ha. Chúng ta copy cái phần code đó. Rồi để em lấy code em làm luôn đi cho các anh em thấy. Đây, em ví dụ. Đây, ví dụ nha. Đây, đây support. Rồi ví dụ cóp cái này, cóp thêm hai ba cái, ba bốn cái gì cóp thêm dưới này, cái này em cóp ra ha, nó làm chỉnh chỉnh cũng hơi cực đó nha, tại vì chúng ta chưa có quen á, thành ra ví dụ dư cái này hoặc là dư cái này, dư cái này là cái cóp nó sai liền nha, thành ra các anh em chỉnh nha, chứ chịu khó chúng ta chỉnh sale, chỉnh từng cái rồi sale lại coi kết quả rồi chúng ta hãy chỉnh tiếp. Khi mà các anh em chỉnh một lượt đó, nó lỗi tầm lum mà, tại vì chúng ta gà mờ mà ha, chúng ta không phải là dạng chuyên nghiệp HTML, thành ra chúng ta phải chỉnh từ 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 từ, em chỉnh cũng khá là lâu, khá là nhiều mới được như vậy các anh em mình nha. Rồi các anh em cứ dựa theo cái code em có sẵn nha, em upload lên cho các anh em để các anh em chúng ta chỉnh sửa edit gì chúng ta tùy nha. Đó thì các anh em muốn lấy phần đầu á thì chúng ta lấy phần đầu nè, chúng ta copy code nó đồn xuống, có nghĩa là code ở phía đầu là ok, là nhìn ok. Còn cái phía sau này nè, nó sẽ lấy từ cái download này các anh em mình nha. Có nghĩa là các anh em nhìn trên điện thoại á, là chúng ta chỉ thấy hết cái phần download này tới cái WinBE này là hết, là không thấy được cái hàng resource và phía sau này. Đó, làm sao các anh em làm cái phần đầu ha, code copy cho nhiều đi ha. Rồi để tới đây thôi, tới có cái phần code này thôi là chúng ta sẽ bị dừng lại nha. Thành ra các anh em muốn ấy làm sao chúng ta chỉnh lại như thế nào á, là cho nó hợp lý hoặc là bỏ cái này luôn tùy các anh em thích nha. Cái này là không phải là em không làm được, mà tại là em muốn làm như vậy để cho giới hạn những cái mà em không muốn chia sẻ nhiều ha. Rồi nói chung là cố gắng làm tốt cái nào thì hay cái đó, chứ không phải là em không muốn làm mà làm cho nó tốt hơn. Cố gắng thôi, cố gắng trong khả năng của em thôi ha. Thì như các anh em thấy đó, là khi mà chúng ta kéo kéo cái độ dài của cái khung lại á, thì chúng ta sẽ bị giới hạn cái phần hiển thị nè. Đây các anh em thấy không, hiển thị này nó có chút xíu à, đây cái phần hiển thị này nè, đấy của em nó rộng hơn đúng không, đấy nó rộng hơn, thì khi chúng ta nhìn trên trên cái điện thoại á, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có sự khác biệt. Thì cố gắng nếu mà được được á, nè như phần này chữ nó rất là dài, thì bên đây nè các anh em thấy nó chữ nó ngắn lại nè, thấy chưa, đấy em cố gắng nếu mà được thì em sẽ ấy thêm ha. Còn nói chung là càng càng gọn như nào thì tốt hơn đấy các anh em mình nha, đặng phù hợp cho các anh em có dịp để chúng ta tham khảo luôn cái phần bên đây, chứ nếu mà sử dụng máy tính mà chúng ta xem được bên này thì nó bình thường quá, đúng không? Làm sao để em kéo khung này cho nó nằm gọn giống như mấy cái lóc bên này ha, để chúng ta theo dõi một lượt luôn cho nó dễ. Rồi, xin chân thành cảm ơn các anh em nha, video cũng khá là dài rồi. Rồi hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.